Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Vâng, kính thưa quý vị các bạn, ngày hôm qua thì như đã biết là môn bóng đá nam tại ASEAN đã diễn ra những trận đấu thuộc vòng 1/8. Và như đã gửi đến các bạn thì ngày hôm qua Thái Lan đã có màn trình diễn tương đối tốt trước Iran. Tuy nhiên thì đẳng cấp đã không cho phép họ gây ra một cú sốc trước Iran và sau đó để thua với tỷ số 0-2. Chính thức dừng bước ở ASEAN. Một điều đáng bất ngờ là cả hai bàn thua của Thái Lan ngày hôm qua thì đều do lỗi của thủ môn của họ. Thực sự là ngày hôm qua thì cũng đáng tiếc cho người Thái. Các bạn thân mến, ngoài trận đấu của Thái Lan với Iran ngày hôm qua, thì ở các cặp đấu khác tại vòng 1/8 của ASEAN cũng không có gì bất ngờ khi Cộng hòa Dân chủ Nhân Triều Tiên thắng Bahrain với tỷ số 2-0, trong khi đó thì chủ nhà Trung Quốc thắng Qatar 1-0, Hồng Kông vượt qua Palestine với tỷ số 1-0 và Hàn Quốc đè bẹp 5-1 trước Kyrgyzstan. Chuyển sang môn bóng đá nữ thì ngày hôm nay đội tuyển nữ của chúng ta sẽ có trận đấu cuối cùng ở bảng D của ASEAN khi các học trò của ông Mai Đức Chung sẽ gặp đội tuyển Nhật Bản. Và như thường lệ thì link xem của trận đấu này, kênh Điểm tin bóng đá sẽ để ở phần mô tả và phần top comment của video. Kính mời quý vị các bạn đón xem. Nhân tiện việc nói đến bản quyền truyền hình của ASEAN thì kính thưa quý vị các bạn, có một số các bạn hỏi là tại sao Việt Nam mình lại không mua bản quyền để cho người dân xem free. Thực ra thì việc này là rất khó nói bởi là các đài thuộc nhà nước thì không có kinh phí để mà mua, sau đó thì phát free cho người dân xem. Trong khi đó thì các đơn vị truyền thông họ lại là những doanh nghiệp làm ăn kinh doanh và họ phải có lãi thì họ mới làm. Trong khi đó thì ông chủ nhà Trung Quốc lại đòi bản quyền truyền hình giá là quá cao, vì vậy mà chúng ta cũng đành phải chịu. Và như đã biết thì dù sao có một số link lậu, một số link không chính thức cho anh em mình xem thì cũng coi là tạm được, phải không ạ? Các bạn thân mến, quay trở lại với trận đấu của tuyển Việt Nam của chúng ta. Trận đấu diễn ra vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm nay thì về cơ bản thì Việt Nam khó có cửa để cạnh tranh vị trí nhất bảng D với Nhật Bản. Bởi như đã biết là Việt Nam chưa bao giờ là đối thủ với Nhật Bản. Có lẽ đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta trong trận đấu này chỉ có thể làm thế nào để hạn chế tối đa bàn thua và qua đó giành vé theo diện là một trong ba đội nhì xuất sắc nhất. Theo thể thức của môn bóng đá nữ tại ASEAN lần này thì 5 đội nhất của 5 bảng cộng với 3 đội nhì xuất sắc nhất của 5 bảng đấu đó sẽ đi tiếp đến vòng knockout. Và hiện tại thì Việt Nam của chúng ta mới thi đấu 2 trận, trừ đi trận đấu với đội cuối bảng Bangladesh khi chúng ta thắng với tỷ số 6-1 thì chỉ tính kết quả trận thắng của tuyển nữ Việt Nam trước Nepal với tỷ số 2-0. Bởi là ở ASEAN năm nay trong 5 bảng đấu thì có bảng 3 đội và có bảng 4 đội, vì vậy mà sẽ không tính kết quả với đội đứng cuối bảng. Một thông tin vui đến với tuyển nữ Việt Nam của chúng ta là trước thềm trận gặp Nhật Bản thì tuyển nữ Thái Lan đã để thua sốc trước nữ Đài Loan với tỷ số 0-1. Hiện thì trên bảng xếp hạng các đội nhì của 5 bảng thì Việt Nam của chúng ta đứng thứ 2 sau Uzbekistan và trên Thái Lan. Cụ thể là nữ Việt Nam có 3 điểm và hiệu số là dương 2, trong khi đó Thái Lan cũng có 3 điểm nhưng hiệu số là 0. Như vậy là đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta cố gắng để không để thua quá 3 bàn là chúng ta sẽ sáng cửa đi tiếp. Quả thật thì ở bóng đá châu Á là câu chuyện riêng của 4 đội tuyển bao gồm là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Trung Quốc. Chứ thực sự Việt Nam của chúng ta đến với ASEAN cũng như là đến với Asian Cup nữ của châu Á thì chúng ta chỉ có thể là làm tốt nhất để nâng tầm bản thân mình, cải thiện thứ hạng. Chứ thực sự thì rất khó để có thể cạnh tranh với 4 đội trên. Nói chung thì dưới tầm 4 đội mạnh kia thì chỉ có Việt Nam của chúng ta, Thái Lan, Philippines và phần nào đó là Myanmar. Về cơ bản thì đội tuyển nữ của chúng ta đến ASEAN lần này như đã nói là với mục tiêu là cọ sát kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Bởi như bác Trung cho biết là đây hiện tại đang là thời điểm giao thoa giữa hai thế hệ. Và chúng ta cũng biết đây là giải đấu mà Huỳnh Như, Trương Thị Kiều và Vũ Thị Hoa đều không có mặt. Huấn luyện viên Mai Đức Chung mang đi lực lượng trẻ. Về đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ngày hôm nay thì Nhật Bản hiện là đang dẫn đầu bảng với hiệu số cao khi đều thắng hai đối thủ Nepal và Bangladesh cùng với tỷ số 8-0. Trong khi đó thì thầy trò ông Mai Đức Chung tuy là chúng ta cũng có hai chiến thắng song thì hiệu số là kém hơn, chỉ có 8 bàn và để thủng lưới 1 bàn. Tại ASEAN này thì đội hình tuyển Nhật Bản mang đến với đội hình là trẻ, có độ tuổi trung bình chỉ là 19,6 kết hợp với 3 cầu thủ kỳ cựu. Trong khi đó thì như đã đề cập là đội tuyển nữ của chúng ta đến với giải đấu này với phần lớn là vừa được chui rèn tại World Cup nữ 2023. Và ở hai trận đấu vừa qua thì nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ ra sân tối đa
thì huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chủ động xoay tua sử dụng nhiều nhân tố trẻ để giành những cầu thủ trụ cột cho trận quyết đấu với Nhật Bản ngày hôm nay. Các cô gái của chúng ta cũng đã từng thi đấu kiên cường khi chỉ để thua 0-3 trước Mỹ, đội top 3 thế giới tại World Cup. Do vậy mà giới chuyên môn thì cũng đặt nhiều niềm tin vào các cô gái là sẽ có một trận đấu tốt trước tuyển nữ Nhật Bản. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.